Tháng 5 2019 tại Hà Nội, công ty cổ phần Apex phối hợp cùng Cục Phát triển Thị trường và Hỗ trợ Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ Natech, Hiệp hội Internet Việt Nam, Hội Tin học Việt Nam, Hội Truyền thông Kỹ thuật số Việt Nam, Trung tâm Sáng tạo và Đổi mới Khí hậu Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế sản phẩm dịch vụ viễn thông công nghệ thông tin và truyền thông Việt Nam ICTCOM và triển lãm quốc tế phim và phát thanh truyền hình Việt Nam Telefilm 2019. Triển lãm diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế SECC 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây được đánh giá là một trong những triển lãm chuyên ngành lớn nhất khu vực Đông Nam Á, nơi gặp gỡ của các nhà sản xuất, nhà cung cấp các ứng dụng sản phẩm linh kiện, dịch vụ ngành công nghệ thông tin và truyền thông. Với chủ đề công nghệ tốt, cuộc sống tốt, ICTCOM 2019 năm nay thu hút hơn 300 đơn vị đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Singapore, cùng hơn 450 gian hàng tham dự triển lãm viễn thông công nghệ thông tin truyền thông lớn nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, lĩnh vực phát thanh truyền hình năm nay cũng trình làng nhiều thiết bị và công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu và xu hướng chuyển đổi số, nền tảng dịch vụ OTT. Telefilm sẽ giới thiệu những bộ phim, kịch bản, chương trình hấp dẫn từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có công nghiệp truyền hình hàng đầu như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Thái Lan. Cũng tại buổi họp báo, đại diện ban tổ chức cho biết, bên cạnh những sản phẩm về công nghệ thông tin thường xuyên có mặt tại các triển lãm gần đây như Big Data, AI, các giải pháp phần mềm quản lý, thì hiện tại triển lãm quốc tế Việt Nam ICTCOM 2019 có phần mềm và mô phỏng thực tế ảo xuất hiện nhiều hơn. Cùng với đó, hàng ngàn công nghệ mới nhất từ màn hình, máy tính, điện thoại, thiết bị đo đếm, thiết bị âm thanh, ánh sáng, máy chụp hình của các hãng tên tuổi như Canon, Samsung, Konica cũng sẽ được trưng bày. Đến với triển lãm quốc tế Việt Nam ICTCOM 2019, Việt Nam Telefilm 2019, các doanh nghiệp và đối tác khách mời có thể tham quan, gia nhập các diễn đàn hội thảo, chuyên đề tập trung giới thiệu sự phát triển của thị trường, công nghệ mới và ứng dụng phổ biến hiện đại nhất. Sản phẩm được giới thiệu tại triển lãm cũng vô cùng phong phú. Về công nghệ thông tin thì bên cạnh các sản phẩm thường xuyên có mặt tại các kỳ triển lãm gần đây như về cái Big Data, hay AI, các giải pháp phần mềm quản lý, an ninh, giáo dục, điều khiển, bán hàng, thanh toán, thì các phần mềm và mô phỏng thực tế ảo xuất hiện nhiều hơn. Các sản phẩm điện tử đa dạng hơn với hàng ngàn sản phẩm công nghệ mới nhất. Thì thông qua triển lãm này, chúng tôi kỳ vọng là sẽ có các giao dịch và có các kết quả cụ thể về cái việc là giao thương và hình thành các cái mạng lưới cung ứng bán hàng cho các tập đoàn nước ngoài, cũng như là giúp các doanh nghiệp Việt Nam kết nối được các cái nhà phân phối và giúp doanh nghiệp Việt Nam để tiếp cận được các công nghệ mới để giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và năng lực sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam. Triển lãm Việt Nam ICTCOM và Việt Nam Telefilm 2019 hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị, cập nhật những xu hướng công nghệ mới nhất về viễn thông, công nghệ thông tin, truyền thông, phát thanh truyền hình. Hẹn gặp quý vị từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm SECC 799 Nguyễn Văn Linh, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh.